kính mời quý vị cùng nghe truyện Những món nợ phải trả của tác giả Đinh Lâm Thanh Viết cho tháng tư đen 2024 Đời người ai cũng phải một lần mang nợ Không nợ tình, nợ tiền, nợ vợ chồng, nợ cha mẹ, nợ con cái Thì cũng phải nợ với bạn bè, quê hương và tổ quốc Riêng đối với những vị một thời mặc áo lính, chắc chắn phải còn thêm một món nợ nữa, đó là nợ đồng đội. Có thể nói rằng trong các cấp chỉ huy quân đội cũ, một số nhỏ đã không còn bận tâm đến những món nợ này, vì họ đã quên thuộc cấp của họ là những người lính dưới quyền đã hy sinh mạng sống trong mỗi lần giao tranh để cho họ được may mắn sống sót cho đến ngày hôm nay. Đây là một món nợ phải trả đối với những người biết suy nghĩ, nhất là một số sĩ quan đang định cư ở nước ngoài. Tôi thấy trong số những người này, đôi lúc họ đã nhẫn tâm quên đi cái quá khứ đau thương của mình với đồng đội trước kia, nhưng lại thích xuất hiện trong nhiều cơ hội để đánh bóng cấp bậc cũng như quy chương riêng của mình. Trong một lần họp mặt thân mật, có hai vị không đồng ý với tôi về quan niệm như đã nêu ra ở trên. Người thứ nhất là một cựu sĩ quan làm việc ở thủ đô Sài Gòn cho rằng những sĩ quan suốt đời làm việc trong văn phòng bộ nhà, sở hay biệt phái qua các cơ quan dân sự, thì sự hy sinh của người lính ngoài chiến trường không liên quan trực tiếp gì đối với việc thăng quan tiến chức và khen thưởng của họ. Đó là kết quả của công việc chức vụ đảm nhiệm cũng như thâm niên công vụ trong suốt khoảng thời gian mặc áo nhà binh. Người thứ hai là một dân sự chạy trốn Cộng sản lúc 20 tuổi, vị này phản đối rằng ông ta không có liên quan nợ nần gì với những người lính đã chết. Xin cảm ơn cho việc góp ý này. Nhưng theo thiện ý của tôi, đây là những quan niệm hẹp hòi và thiếu hiểu biết. Vì nếu không có những người lính nằm xuống ngoài mặt trận, thì lấy ai để bảo vệ cho anh em quân nhân an thân làm việc trong bóng mát ở hậu phương, cũng như cho gia đình ông dân sự đó được sống sung túc tại thành phố và an toàn thoát ra nước ngoài khi cộng quân vào chiếm miền Nam. Như vậy, nếu còn một chút nghĩa tình và biết suy nghĩ, thì quý vị nào có cấp bậc càng cao và quy chương đầy ngực thì càng mang nhiều món nợ trực tiếp với những người thương tật suốt đời hoặc đã nằm xuống vĩnh viễn ngoài chiến trận. Ngoài ra, bất cứ gia đình nào dù là dân sự, chợt hay chợ trời đã đem được cả gia tài và bà con dòng họ thoát ra nước ngoài một cách an toàn thì đều mang nợ trực tiếp hoặc gián tiếp với những người lính đã bỏ mình để bảo vệ cho quê hương và cho cả đồng bào của miền Nam Việt Nam tôi thích đọc hồi ký viết về những trận đánh của những sĩ quan cấp nhỏ chỉ huy trực tiếp trung đội đại đội đến tiểu đoàn trong các đơn vị từ nghĩa quân địa phương quân đến chủ lực quân cũng như các lực lượng tổng trừ bị của việt nam cộng hòa qua các bài viết đó tôi đã thấy được những hình ảnh đáng ghi nhớ giữa những người sĩ quan chỉ huy hành quân và binh sĩ dưới quyền họ cùng băng rừng, lội suối, vào sinh ra tử và chấp nhận sống chết với nhau. Tôi cũng hình dung được những đắng cay, ngọt bùi, gian khổ mà họ đã chia sẻ cho nhau qua từng viên đạn, từng giấc cơm và từng ca nước. Đến những hành động dũng cảm mà không bao giờ phai nhạt trong tim tôi là các cấp chỉ huy trực tiếp không ra lệnh một cách vô trách nhiệm như xô quân lính của mình tiến lên để đạt được thắng lợi mà chính những sĩ quan chỉ huy cấp nhỏ này đã ôm súng nhảy vào dùng tử địa với các khinh binh đi hàng đầu nhằm mở đường phá chốt cũng như tiến chiếm từng mục tiêu Đó. một. Ngoài ra tôi cũng ghi nhận tình huynh đệ chi binh thắm thiết giữa những người lính chiến họ đối xử với nhau còn nặng hơn cả tình gia đình những hình ảnh thân yêu này sau gần 40 năm vẫn còn đậm nét trong tôi qua những lần hành quân gian khổ cũng như những lúc chờ địch dưới giao thông hào chịu pháo kích trong hố cá nhân hoặc ôm súng trắng đêm để chờ giặc chúng ta phải dinh danh các cấp chỉ huy nhỏ vì họ không ham sống sợ chết khi ra trận không bao giờ dùng binh sĩ dưới quyền làm bia đỡ đạn để giành lấy sự sống và hưởng vinh quang cấp chỉ huy nhỏ bé nào cũng hăng hái xung phong lên tuyến đầu chấp nhận hy sinh bản thân để cùng đồng đội tiến lên một lượt hơn nữa qua những bài viết của những trung đội trưởng đại đội trưởng cũng như tiểu đoàn trưởng trực tiếp cầm quân tôi đã nhìn thấy tình người một cách trung thực, anh dũng và cảm động. Đây là những sử liệu cần thiết cho hậu thế, hơn là những hồi ký dày cộm của các ông tướng thuê mướn người viết nhằm đánh bóng tên tuổi hoặc để chạy tội. Càng đọc càng bực mình và đôi lúc tôi phải dằn tục. Thật vậy, tôi đã thật sự tìm thấy trong các bài hồi ký ngắn của các vị chỉ huy nhỏ những hình ảnh tình người thật lớn, chân thật, qua những sự liên quan giữa đồng đội huynh đệ chi binh là một sự ràng buộc vô hình giữa những người cầm súng với nhau mà bất cứ ai chưa phải là lính trận thì không thể nào hiểu và thông cảm được. Xin mượn bài viết này để nhắc những người đã một thời cầm súng về hai món nợ tình nghĩa trong nhiều hồi ký của các cấp chỉ huy nhỏ từ những nhóm biệt kích trung đội nghĩa quân địa phương quân trung đội đại đội tiểu đoàn tác chiến sư đoàn bộ binh đến các đơn vị đặc biệt trinh sát công binh pháo binh thuộc đơn vị nhảy dù thủy quân lục chiến biệt động quân cũng như những bài viết về những phi vụ thả dù tiếp tế đổ quân tải thương và cứu đồng đội của các anh em không quân. Tôi đã thấy những cảnh quan và lính chia nhau từng ca nước bùng, từng dắt cơm nguội, từng miếng khô cháy, từng ngụm đế trắng, từng nửa điếu thuốc đến từng viên đạn một để chia sẻ, đùm bọc và bảo vệ cho nhau. Trong những lần hành quân, bên cạnh những đơn vị tác chiến. Tôi đã tận mắt chứng kiến những anh không quân quên mình lao xuống đầu giặc để dội bom, đổ quân, tiếp tế tải thương và cứu bạn, cứu đồng đội tại những mặt trận trong mùa hè đỏ lửa ở Pleiku, Con Tum. Một lời tri ân gửi đến những anh không quân, tùy bay bướm ở hậu phương, nhưng khi đối diện với súng đạn, họ đã trở thành những con đại bàng những anh hùng cứu tinh của những người lính bộ binh dưới đất đang cần đến sự yểm trợ của họ. Thứ nhất, nợ huynh đệ chi binh. Có đi tác chiến rồi mới thấy cái tình sâu đậm và tha thiết giữa những người lính với nhau. Họ bỏ gia đình, vợ con, làng xóm để kết tình kết nghĩa, ăn chung lon, uống chung ca, chia nhau điếu thuốc ngủ chung cùng hố và nhất là chấp nhận sống chết cùng một lượt đời lính chiến không ai sợ sệt nghĩ đến cái chết cũng như mơ ước được khen thưởng như những vị chỉ huy cao cấp đang an toàn trong các hầm trú ẩn của bộ tư lệnh cuộc đời người lính trận trước mặt là kẻ thù hai bên là đồng đội và sau lưng là xương máu chết chóc đang rình rập từng giây từng phút đối với họ cha mẹ anh em vợ con đều trở thành những cái bóng mờ khi họ trực diện với khói súng tiếng đạn và kẻ thù họ cũng không có thời giờ để nhớ người yêu thương gia đình và niềm mơ ước của họ thật tầm thường và bé nhỏ là mỗi năm được vài ngày nghỉ phép đọc những tập thơ của đại đội trưởng trinh sát trạch gầm hồi ký đại đội năm bị cách nhảy dù của mũ đỏ Úc Bạch Lan, hồi ký sĩ quan tiền sát pháo binh của Nguyễn Văn Khôi, hồi ký ngày 30 tháng 4 của phân chi khu trưởng Đỗ Văn Thọ, Dương Thượng Trúc, viết lại theo lời kể cũng như những chuyện thật trong đời binh nghiệp của đại đội trưởng bộ binh Phạm Tính An Ninh, dân dân. Tôi sống lại với những kỷ niệm chiến trường và đồng đội viết đến đây tôi xin phép ngưng lại một phút để tưởng niệm anh binh nhì xí rất đẹp trai nhưng phải đặt tên là xí tức là xấu xí cho dễ nuôi là người đã theo sát tôi trong các cuộc hành quân trên những vùng rừng núi quảng đức ban mê thuộc nhưng đau đớn thay anh đã đền nợ nước sau khi tôi chuyển qua đơn vị tiếp vận một đêm hành quân theo lối mèo dần chuột với nhau với một đơn vị cộng sản trong vùng núi tỉnh Quảng Đức. Đến tối, đơn vị tôi âm thầm leo lên đỉnh đồi và dò dẫm từng bước tìm thế ngủ ngồi qua đêm. Lệnh phải hoàn toàn bất động, cấm hút thuốc, cấm nấu nướng, cấm căng giỏng và cấm luôn cả việc đào hố cá nhân. Vì đơn vị tôi đang ở thế cài răng lược với địch một trong bốn người lính gác ca đầu của trung đội nghe một tên diệt cộng nào đó cách chỗ anh ta chừng vài thước lên tiếng hỏi mượn ống thuốc lào với một tên dép râu khác anh ta bò đến chỗ tôi để báo động thập phần nguy hiểm vì mưa quá nặng hạt và trời tối đen như mực ngửa bàn tay ra cũng không thấy nếu xảy ra đụng độ cận chiến thì anh em trong trung đội chắc chắn sẽ giật lộn đâm chém và bắn nhầm nhau. Vậy mà, anh xí vẫn bình tĩnh, nói nhỏ vào tai người lính gác. Để cho ông thầy uống xong ca sấp. Tôi thật sự mất bình tĩnh, cầm ống truyền tin báo nhỏ qua đại đội đang đóng ở đội bên kia. Xong, tôi hỏi vào tai anh xí. Gì vậy? Anh ta trả lời như không có chuyện gì xảy ra, thì đê em ông thầy nước lạnh pha với gói bột nêm mì gói chứ có gì nữa uống đi cho đỡ đói ông thầy đóng quần chung với lính cộng sản bắt diệt trên một ngọn đồi nhỏ thì cái chết đang sẵn sàng trước mặt nhưng ca nước súp đối với tôi tự nhiên nó ấm và ngon ngọt một cách lạ lùng đồng thời giúp tôi can đảm bây giờ mỗi khi nhớ lại chuyện cũ tôi vẫn hình dung rõ ràng cái tình cảm quá sâu đậm giữa thầy với trò, giữa huynh với đệ. Không biết cái ca nước súp bột ngọt hay hai chữ DM của người bạn chiến sĩ miền Nam mà cho đến giờ này, mỗi đêm trăn trở, tôi vẫn nhớ đến anh xí đẹp trai và dễ thương của tôi ngày nào. Thứ hai, nợ xanh cỏ, đỏ ngực. Sau mỗi trận chiến, những vị sĩ quan chỉ huy hành quân ngồi ở bộ tư lệnh tùy theo kết quả thu được không ít thì nhiều cũng được khen thưởng nhưng họ quên ngay những người vừa nằm xuống để tổ chức mừng chiến thắng và chờ qua nở chờ sao mọc hay đợi những anh dũng bội tinh có thể xem đây là nhờ sương máu của binh sĩ và công trạng của các sĩ quan cấp nhỏ ngoài trận địa để mai nở thêm trên vai và sao mọc thêm ở cổ trước kia các vị này thường quên những người vừa nằm xuống sau cân men chiến thắng và ngày nay ở nơi dùng trời tự do không biết có ai đã dành ra vài phút để tính sổ cuộc đời ra thành những con số để thấy nợ của mình hay chưa cứ một mai nở thêm trên vai một sao nở thêm trên cổ áo là có bao nhiêu người đã bị thương tật suốt đời và bao nhiêu con côi quả phụ mất cha mất chồng cũng như bao nhiêu người lính nằm xuống cho cuộc đời binh nghiệp của mình trường hợp này tôi xin gọi là nợ xanh cỏ đỏ ngực đây là những món nợ của những quan còn sống sau cuộc chiến theo lẽ công bằng thì họ phải trả món nợ này dưới một hình thức nào đó đối với lính của họ. Thứ ba, nợ đã không trả mà còn gây thêm tuổi nhục cho những người đã nằm xuống tổ chức giúp anh em thương phế binh tại Việt Nam gây quỹ trùng tu nghĩa trang quân đội biên hòa hay các hình thức khác nhằm giúp đỡ vật chất lẫn tinh thần cho những người lính bất hạnh còn sống sót hay dòng linh của những người đã nằm xuống là những việc làm phải được vinh danh và yểm trợ. Nhưng buồn thay, một vài người đã lợi dụng sự đau khổ trên xương máu và dông linh của những người đã bỏ mình vì tổ quốc để trục lợi vật chất hay mưu đồ chính trị cá nhân là một điều cần phải lên án tổ chức thu lem nhem gia tăng chi phí ma thì tiền cứu trợ còn lại chẳng bao nhiêu có khi cả vợ chồng đều nhập nhằng dùng tiền gây quỹ để mua vé máy bay đi việt nam tiền còn lại nếu chia ra cho một ít thương phế binh mỗi người cũng chỉ được hơn chục đô la nhưng lại yêu cầu họ phải chụp hình để quảng cáo là một việc làm thất đức, ăn trên đầu của những người đang còn sống. Trường hợp gây quỷ trùng tu nghĩa trang quân đội biên hòa, số tiền lớn thu được từ trước đến nay đã chạy vào đâu? Và bây giờ họ lại bán cái nghĩa trang quân đội biên hòa cho Việt Cộng để chúng nó xóa hẳn đi di tích lịch sử Việt Nam Cộng Hòa và nơi đây đã biến thành nghĩa trang nhân dân. Nghĩa trang nhân dân là cái gì? Nghĩa trang quân đội biên hòa không thể biến dạng thành nghĩa trang nhân dân để những anh hùng tử sĩ miền Nam bị nằm chung và đồng hóa với bọn nằm dùng, những bà già trầu nuôi diệt cộng cũng như những thành phần du đảng và những thành phần theo cộng sản đánh phá việt nam cộng hòa trước kia. Thứ tư, cách nào để trả nợ? thực ra món nợ vật chất mà quý vị đã đóng góp chưa xứng đáng với xương máu đối với đồng đội và thuộc cấp đã nằm xuống chỉ còn món nợ tinh thần mới có thể an ủi được những người đã hy sinh xương máu mà theo tôi là phải tiếp tục con đường tranh đấu chống cộng sản mà đồng đội thuộc cấp đã chết cho quý vị và cho chính nghĩa quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ cũng như hai chữ tự do vậy thì cứ suy nghĩ và hãy dừng tay ngay những hành động có hại đến công cuộc chống cộng sản của toàn dân đừng vì tiền bạc và cái danh hảo để đòi bắt tay hòa hợp và hòa giải với cộng sản để đánh phá cộng đồng và nhất là làm tủi nhục cho những vong hồn và cho những người đã nằm xuống để cho quý vị được sống sót cho đến ngày hôm nay một điều quan trọng nữa là hạn chế mặc quân phục mang cấp bậc và quy chương cao quý của quân lực Việt Nam Cộng hòa đến những nơi không xứng đáng như những buổi tiệc có tính cách tư nhân hoặc dân sự mà mục đích là tổ chức ăn uống và nhảy đầm. Điều này chắc chắn sẽ làm đau lòng những vong linh tử sĩ đã chết, vì chính cấp bậc và quy chương mà quý vị đang mang trên người đều do xương máu của họ đem đến cho quý vị. Một điều cuối cùng nữa cũng không kém phần quan trọng, đó là chúng tôi rất mong mỏi và tha thiết yêu cầu quý vị những ai đã từng khoác áo lính của chế độ Việt Nam Cộng hòa và những ai đã may mắn thoát ra khỏi được Việt Nam trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 hoặc những ai đã may mắn hơn thế nữa để có thể thoát ra được cái gông cùm của cộng sản sau ngày 30 tháng 4 1975 xin quý vị hãy làm ơn đừng có mượn những chiếc áo gấm mới để trở về làng thăm anh em chúng tôi với những đồng bạc nhỏ nhoi mà quý vị thu lượm được từ những tấm lòng hay từ những cái bao từ thiện mót còn sót lại ở xứ người để mang về gọi là quỷ lạo cho thương phế binh hay cho thương bệnh binh như chúng tôi trước là để đánh bóng tên tuổi cũng như những quy chương và chức vụ của quý vị trước kia rồi ngay sau đó quý vị lại nhẫn nhơ vui chơi đàn điếm và kiếm cỏ non để liếm hoặc giả như đi tìm một phi công trẻ để lái rồi trước khi hết túi ra về quý vị lại ghé qua thái lan hay singapore hoặc malaysia để làm một cuộc du ngoạn á châu để rong chơi ở cuối đời quên lãng rồi mới chịu trở về để cuốc bẫm cày sâu mà chuẩn bị cho năm sau sẽ quay trở lại con đường cũ. Tôi xin mượn nơi này để thay mặt cho những bậc cha, chú, bác và những anh thương phế binh hiện còn đang sống giấc dưỡng tại quê nhà. Những ai còn nguyên vẹn hay đã bỏ lại một phần thân thể trên khắp bốn vùng chiến thuật và luôn cả những vong linh của những tử sĩ đã hy sinh tính mạng của mình trong những trận chiến của mùa hè đỏ lửa. Hay bất kể trong những trận chiến nào trong suốt một chiều dài chiến tranh ở trên quê hương Việt Nam. Mong quý vị hãy ngừng ngay những cuộc vui chơi, ngừng ngay những việc làm quỷ lão vô bổ đó mà dành thì giờ cũng như lý trí để góp phần vào việc lo xây dựng lại cho non sông tuổi trẻ ở trong nước còn nhiều lắm đó họ đang cần những bàn tay của quý vị họ đang cần một ánh đuốc để soi đường họ đang cần những lý trí của những bậc đàn anh như quý vị để chỉ đường cho họ đi hướng dẫn cho họ làm và đồng thời cũng là một cách để lưu truyền lại cho những thế hệ con cháu mai sau sinh ra và lớn lên trên xứ người hiểu và biết thế nào là sự chiến đấu anh hùng của dân tộc Việt Nam. Trong đó có một quân lực đã bị bắt buộc phải giải tán vì đồng minh phản bội và tại sao quý vị phải sống nhờ ở một quê hương thứ hai. Để chấm dứt bài viết này, xin phép cho tôi lặp lại một lần nữa để hỏi những cấp chỉ huy lớn là có bao giờ quý vị thử làm một bài tính cộng về những người lính cầm súng đã xanh cỏ để quý vị được đỏ ngực hay không? Mỗi một lần sao mọc thêm trên cổ áo, hoa mai nở thêm trên vai, hay là những anh dũng bội tinh, đồng, bạc, vàng với nhành dương liễu đỏ thêm trên ngực, thì đã có thêm bao nhiêu người lính dưới quyền, đã chết vì mình, bao nhiêu gia đình tử sĩ, mẹ quá con côi, mất cha, mất chồng, nếu tính ra được con số thì xin quý vị hãy làm một cái gì để gọi là để trả. Tác giả Đinh Lâm Thanh viết từ Paris tháng tư buồn năm 2013. Nhóm TCB đọc thêm thắt và ghi chép lại. Ngày 12 tháng 3 năm 2024. Rất mong quý vị xem xong, xin vui lòng cho phổ biến rộng rãi để nhiều người được biết. Và cũng mong quý vị hãy để lại một vài lời góp ý ở bên dưới theo cảm nghĩ của quý vị. Chân thành cảm ơn. Kính thưa quý vị, truyện Những món nợ phải trả của tác giả Đinh Lâm Thanh đến đây là hết. Xin cảm ơn tác giả và quý vị đã cùng vào nghe hẹn gặp lại ở các truyện sau